Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, lời nói đầu tiên thì cho em Toàn xin gửi lời chúc buổi tối đến tất cả mọi người đang xem video của em Toàn, là chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mọi người, hôm nay là em Toàn đang có một sản phẩm là siêu hot đấy mọi người, vẫn còn nguyên trong hộp. Đây là một bộ ấm trà Cutani Bách Hoa nhé mọi người nhé. Còn nguyên ở trong hộp luôn, còn hộp vẫn còn bọc trong hộp giấy này mọi người ạ. Bây giờ em Toàn sẽ bóc nó ra để cho mọi người cùng cùng chiêm ngưỡng, cùng xem cái vẻ đẹp của bộ trà Cutani này nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ em Toàn xin phép là đây, nó vẫn còn trong hộp này mọi người. Không phải là em Toàn làm đâu nhé mọi người nhé. Nhưng mà em Toàn là mua vẫn còn nguyên trong hộp luôn. Hàng này là mới nhé mọi người nhé. Đấy, em Toàn xin phép em Toàn bóc nó ra. Em Toàn bóc ra như này thôi, xong em Toàn sẽ lấy nó ra. Sau đó là em Toàn, nếu mà có ai mà đặt hàng thì em Toàn sẽ để cái này hơi khó rồi các bác ạ. Em thì em bóc ra luôn đi, em xé nó ra đi. Đấy, em bị ngược đấy nha mọi người nhá. Em Toàn có bộ bách hoa Cutani còn nguyên trong hộp đấy nhá mọi người nhá. Đấy, đây em cho các bác xem này, chữ vẫn còn mới tinh luôn, chưa có vết bẩn gì luôn, hàng mới 100% luôn các bác ạ. Đó, đây em cho các bác xem này. Đầu tiên đây em để này, đây này. Đấy, nó có tờ giấy ghi để thông tin. Nó có song ngữ nhá mọi người nhá. Tiếng Nhật và tiếng Anh này. Cutani nó sản xuất năm 1655 này mọi người đây. Đấy. Rất là ok luôn mọi người. Đây mọi người. Đấy, toàn bộ là đây là những cái sản phẩm của Cutani đây mọi người. Đấy, các bác mua là em sẽ có đầy đủ như này nhé mọi người nhé. Với em cũng để cái này ra ngoài đây, em xin phép là em khui bộ ấm trà cho các bác xem đã. Em như em cứ để luôn đồ ở trên này. À như thôi em để xuống đi các bạn, để xuống cái tí nữa em còn trưng bày bày nó ra. Đây mọi người nhé, đầu tiên là một chiếc ấm. Em xin phép là em khui cái nắp ra trước. Đây mọi người này, đẹp chưa? Hàng siêu VIP luôn các bác ạ. Quai vẫn còn mới tinh luôn. À cái nắp núm cầm vẫn còn mới tinh luôn. Ở đây các bác xem này, vàng mới leng keng sờ beng luôn, không bị một vết chảy xước gì luôn các bác nhé. Đây, các bác xem này, hàng Cutani chính hãng luôn. Đây, cái vòi ấm vẽ vàng này mọi người, đẹp chưa? Em xin phép là em cho các bác. À, đây là lọc gốm nhá mọi người nhá. Đấy, bên trong. Đây, em sẽ đặt cái nắp vào. Đấy, ok không các bác? Hàng quá là VIP luôn các bác. Vòi ấm bằng vàng, vẽ vàng. Vẽ vàng rất là nhiều luôn, óng ánh luôn, soi được gương luôn các bác ơi. Đây, quai ấm này mọi người, rất là xinh luôn. Đây, bộ này về mà để trưng bày thì đóng thêm một cái khay để đựng nữa thì quá là tuyệt vời luôn các bác. Em xin phép em để đây. Ở đây em đã khui đến cái ly nhá mọi người nhá. Đây ly của nó này các bác. Hôm nay cái video này của em là cũng hơi khá là dài đấy các bác, nên là các bác xem video của em thì tôi cho em xin một chút thời gian. Các bác cứ xem hết cái video này giúp em. Em muốn là quay cho các bác xem em khui hàng ra là hàng mới như nào. Xong rồi để giới thiệu đến các bác. Đây các bác, hàng đẹp chưa? Cutani luôn. Bách Hoa quá là tuyệt vời luôn. Đấy, leng keng sờ beng luôn. Cái bộ này là nó có 5 ly nhá mọi người nhá. Có 5 ly và một ấm. Rất là đẹp. Đây, một chiếc quay em này. Này, còn nguyên mới, người ta bóc gọn gàng. Em bây giờ các bác là em đặt hàng về, nên là em lấy hàng về là còn em còn chưa bóc luôn, chưa kiểm tra luôn. Thì là bên bên này thì là người ta làm
rất là ok, hàng như nào người ta sẽ báo hàng có bị sứt mẻ hay là vỡ nứt gì. Em xin phép em đặt nó xuống dưới nhá các bác nhá, để em còn trưng bày cái hàng nó lên. Các bác mua hàng của em toàn này, được xem em toàn khui hàng mới. Lấy hãng kem cho em quay video cho các bác xem. Và hôm nào hàng em lại gói lại y như thế này luôn. Về các bác cứ thế là các bác dở ra rồi. Đấy. Đây em để cái. Để cái này thì có khả năng là nó cũng hơi khó để. Em sẽ lấy cái gì đó em sẽ đặt nó lên để cho các bác xem. Đây nha các bác nhá. Đấy, em đặt cái đĩa này vào đây. Em đặt cái ấm này nó lên này. Đấy, các bác thấy ok chưa? Hàng quá là ok luôn. Nét như Sony luôn các bác ạ. Đây nha các bác, em quay cho các bác xem này. Đây, bách hoa vẽ vàng rất là nhiều luôn. Rất là đẹp. Đấy. Thôi em xin phép là em đo kích thước, em báo các bác kích thước đã. Xong rồi lát nữa có gì thì là em sẽ quay tiếp vì em sợ thời gian nó lâu. Đây các bác nhé, chiều cao. Chiều cao lên cái miệng này nhé mọi người nhé. Là nó là 5,5 nhé mọi người nhé. Đấy, em chỉ đo lên cái bằng cái miệng này thôi. Còn lên một chút này thì thôi em không đo. 5,5 này. Đây, 5,5 miệng của nó đây mọi người. Là 8,3 nhé mọi người nhé. Và 8,2 thôi mọi người. Miệng 8,2. Đây chiều cao của nó là 5,4 này. Chiều cao của ấy sẽ là 5,4. Em có bác xem. Đấy, như này nó vào khoảng 5,4. Chiều cao 5,4. Miệng của chén đây các bác. 8,2 nhá. Miệng 8,2. Đây, cái nắp đây mọi người. Cái nắp nó vào 9,4. Cái vòng trong của nó đây mọi người. Vòng trong nó 7,2. Đấy, đậy vào rồi sẽ như này. Cái bộ ấm trà này là em nghĩ là nó khá là đẹp đấy các bạn. Hàng này là hàng mới, chưa qua sử dụng một tí nào luôn. Nên là các bác về trưng bày thì quá là xứng đáng luôn. Đấy, chiều cao của ấm này là 8,5 nhé, à 8,6 nhé mọi người nhé. Chiều cao này gần 9 luôn. Cái này là 8,6 nha mọi người. Em nghiêng thước một chút nhé. Cái này thì thôi, em đo cái thước này nó hơi lạch lạch một chút nên là các bác thông cảm cho em nhé. Em muốn là đo thước nó chính xác một chút. Nó là 8,5 nha mọi người. Nếu như thước này là 8,5. Đấy. 8,5 nhá. Còn chiều này từ cái này lên ra cái vòi này mọi người. Em bỏ này ra em đo nó dễ. 13,5 nhá các bác nhá. 13,5. Oh, tí nữa thì vỡ thì chết. Đây mọi người, nó là 15,6, 15,7 rồi đấy. À 15, 16, 17. Đấy. Đây, miệng đây mọi người. Quá là đẹp luôn. Hàng xứng đáng để các bác sưu tầm. Anh em xin phép là em quay sơ qua một chút nữa về họa tiết cho các bác xem. Họa tiết cái này thì các bác cứ yên tâm, không có bị lỗi lầm gì. Nên là các bác chỉ cần ưng ý là em sẽ gửi hàng về. Hàng sẽ về đến nhà các bác là cứ bác các bác cứ yên tâm, không sứt mẻ, không bị thế nào cả. Nếu mà có sứt mẻ như nào thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, em sẽ nhận lại các bác nhá. Đấy, đây là ấm, còn đây là cái ly của nó. Bộ này có 5 ly. Ừ,
Em quá là ok luôn các bác. Đây, em sẽ xếp ra đây cho các bác xem. Đấy. Bộ này về trưng bày như này có được không các bác? Em thấy là quá là ok luôn. Em xin phép em tháo máy quay ra để em quay sơ qua cái chỗ này một chút. Hàng vẫn còn mới nguyên trong hộp luôn. Gọi là nguyên trong ba lô đấy các bạn. Đấy, các bác nếu mà ai mà ưng ý bộ này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ ship về tại nhà cho các bác. Thời gian ship nó khoảng tầm 14 ngày các bác nhé. Em xin phép em quay cái này nó lại một chút để cho cái vòi nó ra. Đấy, các bác thấy chưa, ok chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Thôi video thì nó cũng hơi dài dài rồi, nên là các bác thông cảm cho em một chút. Và nếu mà các bác nào mà ưng ý sản phẩm về gốm sứ của Nhật Bản mà do em Toàn làm lên các video thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. À đây các bác nhé, em xin phép là em vẫn còn nhé, không phải là có một bộ đâu các bác nhé. Đây, đấy, hàng của em vẫn còn nguyên trong hộp đây, vẫn còn đây. Nếu mà các bác mà ưng ý thì các bác cứ liên hệ với em. Đây, đấy, vẫn còn nguyên trong hộp đây nhá, lấy dán đây. Em xin ra thôi, em để xuống dưới này. Còn khi nào các bác nào mà ưng ý thì các bác cứ liên hệ với em sẽ ship hàng về cho các bác. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Em Toàn cảm ơn tất cả mọi người đang xem video của em Toàn. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Em chào tạm biệt mọi người.